Ba giữa tem Juni Bầu Sơn và tem Tứ Vân, giữa hai bầu, Bầu Sơn và Bầu Xíu. 0-0, bắt đầu. Đập bóng ngoài, điểm cho Juni Bầu Sơn. 1-0. Quá đẹp, bỏ bóng tốt của Xíu, điểm 1-1. Quá tốt rồi, điểm tốt cho Bầu Sơn, 2-1. Quá đẹp rồi, Xíu, bóng còn. Bóng đẹp luôn. Quá hay rồi, bóng còn nha các bạn ơi. Lại là Xíu. Quá lẹ cho Hoàng Long. Bóng còn không? Gần tiếp bóng ngoài các bạn. 2-2. Nghe luôn. Quá tốt rồi, đập bóng tốt của Bầu Sơn, điểm 3-2. Bóng còn luôn, hay quá vậy, quá không, bóng còn nha các bạn, lợi thế thật luôn. Điểm 4-2. Phát bóng không sang lưới, đổi điểm cho tên Tiến Quân một xíu. 3-4. Điểm tốt cho Bầu Sơn. Điểm 5-3. Xíu. Rất tiếc bóng không sang lưới. Điểm 6-3 đổi xanh. Điểm 6-3. Trắng bóng tốt, 7-3. Nó chuẩn bị đám cưới luôn, phải vậy nè. Quá quá à. Nhỏ đám cưới nè. Bóng tốt, quá hay rồi. Xíu bỏ bóng tốt. Điểm 4-7. No. Bóng còn. Xíu. Còn kìa. Bỏ bóng tông. Điểm 5-7. Vỗ hơi vỗ. Quá hay, bỏ bóng tốt của Sơn. 8-5.
bổng con chẳng bóng tốt 9 năm. Bóng tốt rất tiếc bóng ngoài nha các bạn. 11 phải không? 11 phải không? 11 cái phải không? Lưu ý điểm cuối. Quá hay cho xíu, bỏ bóng tốt. 60. 60 bóng. Bóng to. Thủ tốt. Rất tiếc. Kết thúc trận đấu, Tanjiri Bồ Sơn thắng cuối cùng 2-1.